Tiếp tục với audio phàm nhân tu tiên. Ở phần trước, Hàn Lập đã gieo trồng các hạt linh dược để luyện chế đan dược. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 278 Hồi tưởng. Nửa ngày sau, bên trong mật thất kim quang đầy phòng, Hàn Lập không ngồi xếp bằng, có chút khẩn trương đứng thẳng bên cạnh bồ đoàn. Sau lưng hắn, chân ngôn bảo luân đang nhanh chóng xoay tròn, hào quang mãnh liệt, con mắt giọt vàng kim thình lình mở ra, phóng ra một mảng kim sắc quang mang về phía trước. Hôm nay nếu như mà phát hiện thời gian đạo văn trên bảo luân có thể khôi phục, hắn tự nhiên nghĩ đến những chuyện liên quan tới tăng nhân tai to thấy trong quảng bích ngày trước. Tuy lần trước mình nhìn trộm đạo tựa hồ bị đối phương phát hiện, nhưng dù đối phương thần thông quảng đại, chắc cũng không có cách nào trực tiếp xuyên thấu qua hình ảnh để tìm gây phiền toái cho mình. Hàn Lập nghĩ tới đây, hít sâu một hơi, lấy tiểu bình màu xanh để trong ngực ra, đặt nó trong kim quang. Kết quả, tiểu bình màu xanh sẫm mới chạm vào kim quang, lập tức từ từ bay lên, giữa không trung nở rộ lục quang, chói mắt một cỗ màn lực vô hình lập tức từ trong tuôn ra. Hàn Lập lúc này sớm đã chuẩn bị, tay giao trước người, thân thể dịch chuyển về phía sau hơn một trượng mới dừng lại. Trên chân ngôn bảo luân sau lưng, hào quang 108 đoàn thời gian đạo văn tỏa sáng, lần nữa rời lưng hắn, bay đến gần trưởng thiên bình tỏa sáng như mặt trời. Chỉ chốc lát sau, ở giữa chân thực chi nhãn kim quang bay vụt ra, tiểu bình màu xanh tuôn ra cột sáng lục sắc, trực tiếp xé rách hư không thành một đường. Theo đó, một mảng tinh quang từ từ không chảy ra, bên trong mật thất rất nhanh xuất hiện một quang bích óng ánh, vắt ngang trước mặt Hàn Lập. Cảnh tượng trong quang bích tập phần mơ hồ, cũng không có chút thanh âm nào truyền ra, nhưng Hàn Lập đã chuẩn bị tâm lý từ trước, tự nhiên không lo lắng chút nào, lặng lặng đợi thời gian đạo văn trên chân luân từng đoàn ảm đạm xuống. Hình ảnh thấy càng ngày càng rõ, hô hấp hắn cũng dồn dập thêm vài phần. Mấy hơi thở sau, mắt hắn nhìn về quang bích lập tức ngẩn người, bởi lần này trên bên trong quang bích hiện ra hình ảnh khác trước rất lớn. Chỉ thấy trong tầm mắt xuất hiện ánh sáng màu đỏ cuồn cuộn, bên trong là một thế giới núi lửa trải rộng cực lớn. Bầu trời nơi đó đen xí như mực, mây đen che kín nửa phiến thiên không. Bên trong tầng mây mơ hồ có ánh sáng màu đỏ như màu máu chớp động, phía dưới từng tòa núi lửa vạn trượng đang phun trào, cho miệng hỏa sơn tuôn ra cuồn cuộn khói đen nồng đậm như chạm đến tầng mây. Nham thạch màu đỏ tươi nóng bỏng chảy xuống từ chỗ sơn khẩu phun ra ngoài, tụ tập thành dòng sông nham thạch dài hơn trăm trượng, từ tứ phương tám hướng chảy xuôi xuống dưới, tụ hợp thành một cái hồ nham thạch nóng chảy to lớn. Từ trong quang bích truyền ra ong long long, từng tiếng vang cực lớn, cả vùng đất đều đang kịch liệt phập phồng. Một khe rãnh cực lớn, dài hơn ngàn trượng, như mạng nhện phân bố dày đặc, không ngừng quách trương phân cách chia năm xẻ bảy đại địa. Vô số dị thú màu đỏ, hình dạng như con giun nhưng tráng kiện vô cùng bị văng tung tóe khi đại địa lật lại. Bọn chúng điên cuồng không ngừng móc động bùn đất, ý đồ một lần nữa chui vào trong đó. Thân thể chúng dây dưa, đan với nhau, toàn bộ điên cuồng chuyển động nhưng lại bị nham thạch nứt toác ra, không ngừng đè ép nghèo nghèo đứt gãy thành vô số đoạn. Những dị thú này tựa hồ sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, dù cho thân thể đứt gãy vẫn ương ngạnh dễ dụa tìm cách chui vào bùn đất. Nhưng mà dòng sông nham thạch sớm đã chảy tới, chảy vào khe nứt, bao phủ toàn bộ dị thú, khiến chúng bị hòa tan, tan thành mây khói. Hàn Lập đứng tại chỗ, nhìn xem cảnh tượng thế giới man hoang tận diệt, lòng rung động không thôi, hai tay siết chặt bất tri bất giác thấm đầy mồ hôi. Vào lúc này, vốc một tiếng vang, đột nhiên truyền tới, một đoàn thời gian đạo văn trên bảo luân chợt nhảy dựng, rồi nhanh chóng ảm đạm, biến thành màu sắc u tối.
Một thời gian sau, ước chừng hơn phân nửa đạo văn đã ảm đạm, không còn sáng. Hàn Lập lập tức hồi phục tinh thần, nhớ tới mục đích mở ra quang bích lần này. Nhưng lần này trong quang bích lại xuất hiện thế giới hoàn toàn khác biệt lúc trước, ngược lại làm hắn có chút trở tay không kịp. Đã như vậy vậy dứt khoát thử nhìn một chút. Hắn lòng nghĩ vậy, đưa tay vỗ túi linh tú bên hông, thành quang lóe, hư không xuất hiện một cái đầu liệt vẫn yêu lang. Còn thứ này mới xuất hiện, ánh sáng xanh trên thân lập lòe, tính bỏ chạy. Hàn Lập thò tay túm lấy một miếng da lông trên cổ, ném nhẹ về hướng quang bích. Yêu lang điên cuồng vặn vẹo thân hình, nhưng thân bất do kỷ đụng vào trên quang bích. Hào quang chớp động như lọt vào một tầng bích chướng vô hình, xuyên thấu qua rồi rơi xuống. Nó vừa rơi xuống đất lập tức xoay người, thân thể hồi phục, nhìn về phía Hàn Lập bên này nghe răng gầm nhẹ. Quả nhiên có thể, Hàn Lập thấy thế lòng vui vẻ, quang bích này quả nhiên có thể xuyên qua. Nhưng mà một cái chớp mắt tiếp theo hắn phát hiện, đầu lang yêu này, thân da lông bắt đầu từ xanh chuyển thành xám trắng, mắt cũng ảm đạm thật nhanh. Sau mấy hơi, tuổi thọ yêu lang phảng phất như già hơn ngàn tuổi. Sau đó da thịt nó toàn bộ hủ hóa, lộ ra khung xương màu trắng hoàn chỉnh. Tiếp theo đó lại biến thành tro tàn, bị gió cuốn đến tàn biến không dấu tích. Phốc một tiếng vang, trên chân Ngôn Bảo Luân lại có một đoạn thời gian đạo văn mở đi. Lần này Hàn Lập không nhìn chân Ngôn Bảo Luân, mà nhìn nơi thân thể yêu lang biến mất, rơi vào trầm tư. Sau một lát, cổ tay hắn rung, lòng bàn tay hiện ra nhiều một cái thủy hoa kính có hai màu xanh hồng lớn cỡ lòng bàn tay. Kính này phẩm cấp không cao, chỉ đồng kiện pháp ký cấp thấp, có thể phóng thích ra sóng nước và hỏa diễm. Uy năng công kích tuy thấp, nhưng hắn cũng không có bán đi, ngay cả chính hắn cũng không nhớ nổi có được khi nào. Bàn tay hắn nhấc nhẹ, ném thủy hỏa kính, bay vào còng rơi xuống quang bích. Giống như đầu yêu lang, thủy hỏa kính cũng không chịu chút trở ngại. Khi chạm tới quang bích, hào quang lóe lên rồi xuyên thấu bên kia. Hàn Lập mắt ngừng tụ, trong mắt làm quang sáng lên, minh thanh linh mục bắt đầu vận chuyển. Hắn muốn thấy rõ vật này sau khi xuyên qua quang bích rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy thủy hỏa kính mới xuyên qua bên kia, chưa kịp rơi xuống đất, mặt ngoài lập tức hiện lên hào quang hai màu xanh hồng mãnh liệt, phảng phất như có người thúc giục, sắp sửa tuôn ra sóng nước và nửa. Nhưng mà chớp mắt chợt nghe phanh một tiếng nhỏ, hào quang trên thủy hỏa kính kịch liệt lóe ra, trực tiếp nổ tét ra. Điều làm Hàn Lập cảm thấy kinh dị vạn phần, mảnh vỡ nổ bể ra từ thủy hỏa kính không có biến thành cạn bã, mà hóa thành một đoàn xương mù màu sắc rực rỡ, từ chỗ nổ tung bốc lên, rất nhanh co rút ngừng tụ, thành hơn 10 loại tài liệu khoáng tạch màu sắc khác nhau rơi xuống đất. Những tài liệu này Hàn Lập không xa lạ, trong đó số lượng nhiều nhất có hai loại, một loại màu lửa đỏ là diễm linh thạch, cái khác là u lam sắc xanh nguyên thủy thạch. Hai loại khoáng thạch này đúng là tài liệu luyện chế thủy hỏa kính, mà các tài liệu khác đều là tài liệu phụ trợ chế bảo vật. Trở lại như cố thành linh tài luyện chế, Hàn Lập mắt sáng ngời kinh ngạc tán tán. Dứt lời, những linh tài khoáng thạch này phân giải đang nhanh chóng trong suốt hư hóa ở giữa không trung, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Cùng lúc đó, chân Ngôn Bảo Luân lại không sai biệt, hơn phần nửa đạo văn đã trở nên ảm đạm không còn sáng. Sau đó, hắn lại thử lấy ra linh thạch, thậm chí tiên nguyên thạch, những vật này ném vào quang bích. Nhưng chỉ thấy những vật này sau khi hạ xuống rất nhanh hòa một thể với mặt đất, tiếp đó mất linh lực, đồng hóa cùng đại địa, biến mất không thấy. Thời gian trôi qua, thời gian đạo văn trên chân Ngôn Bảo Luân, tốc độ ảm đạm càng lúc càng nhanh. Ở giữa không trung không ngừng có tiếng phốc phốc vang. Lông mày Hàn Lập nhíu mày, nhìn quang bích trước mặt và thế giới tận diệt phía sau. Đột nhiên bàn tay khẽ chuyển, thình lình lấy một cái thanh trường kiếm màu xanh nắm trong tay. Hắn thoáng lui về sau một bước, trường kiếm trong tay bỗng giơ lên cao chém về phía quang bích. Chỉ nghe tiếng như rồng ngâm vang, trường kiếm màu xanh sáng lên một đạo kiếm quang trong trẻo như nước mùa thu, từ trên kiếm bay ra chém tới quang bích. Sau khi vùng kiếm, Hàn Lập không có thu tay, mà là hai đầu gối hơi cong, một tay đưa ngang kiếm về phía trước, làm ra tư thế đón đỡ, một tay bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay mơ hồ có lồi điện kim sắc nổi lên, tập trung phòng bị khả năng phát sinh biến cố. Vùn vụt, thanh âm như gió nhẹ thổi lướt qua, đạo kiếm quang kia lập tức rơi trên quang bích, không như tưởng tượng là quang bích sẽ văng tung tóe, cùng kiếm quang bắn tứ phía, càng không có quang bích sụp đổ, sau đó không gian bị nghiền nát, chỉ có tiếng gió vang. Mặt ngoài quang bích một hồi gợn sóng nhộn nhạo, đạo kiếm quang này nháy mắt biến mất vô hình.
Mặt ngoài quang bích khôi phục bình thường, trong nháy mắt, kim luân trên đỉnh đầu hắn lập lóe một kích đoàn đạo văn cuối cùng ảm đạm xuống. Một đạo ánh sáng sáng từ quang bích phanh một tiếng anh âm vang lên. Quang bích trước mặt tán loạn, hóa thành từng điểm sáng tiêu tán, vết đất không gian theo đó được lấp đầy. Chân ngôn bảo luân không còn hào quang thời gian đạo văn nên mở đi vài phần, chậm rãi bay vào cơ thể Hàn Lập biến mất không thấy. Trường thiên bình treo giữa không trung hào quang cũng thu vào, có lại thành bộ dáng ban đầu từ không trung rơi xuống. Hàn Lập đưa tay bắt lấy buộc lại treo trên cổ, giấu vào trong áo. Lúc này hắn trong mặt thất triệt để khôi phục bình tĩnh, hắn ngồi xuống lấy đan dược vàng óng nuốt vào nhắm mắt điều tức, và rồi duy trì chân ngôn bảo luân cùng chân thực trì nhãn, quả thực hao phí phần lớn tiền linh lực, làm cơ thể có chút khốn cùng. Bất quá so sánh bộ dáng chật vật lần trước tự nhiên tốt hơn gấp trăm lần. Một hồi sau, Hàn Lập mở mắt cười khổ an ủi mình. Xem ra sự tình quang bích giống lần trước, cuối cùng là bằng vào cơ duyên may mắn, có được một lần chưa hẳn có lần hai. Mà thôi, kế tiếp nên an tâm thu thập linh dược, luyện đan, tiếp tục tăng tiến tu vị khôi phục đạo văn. Dứt lời, hắn đứng dậy rời mà tất đi ra ngoài động phủ. Chương 279: Mẫu đậu nảy mầm. Một ngày mấy năm sau, phía bắc cổ vân đại lục, một mảng trắng xóa trên băng phong hải vực, gió lạnh gào thét, tuyết bay đầy trời. Tiếng gió thổi cuồng bạo đau cả mảng nhĩ, làm tuyết bay đầy trời nuốt trọn cả phiến thiên địa. Bầu trời buông xuống mây đen màu xám, một đạo thân ảnh lơ lửng giữa không trung. Thân hình người đó cao lớn, mặc áo bào xanh, mặt đeo một cái trường mặt nạ đầu trâu màu xanh, đúng là Hàn Lập. Hàn ở đây. Hàn Lập lẩm bẩm thanh âm lại bị gió tuyết ắt đi. Tay vung lên, một đạo ánh sáng xanh lướt gấp xa, hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh phóng thẳng xuống tầng băng dưới mặt biển. Phi kiếm mới bay xa, thân Hàn Lập cũng theo sát phía sau rơi xuống. Chỉ nghe keo một tiếng kêu sắc nhọn, trường kiếm màu xanh đâm vào mặt băng dễ dàng phá vỡ một vết rách, sau đó chui vào dưới nước. Thân ảnh Hàn Lập cũng theo đó chấp động nhảy vào dưới mặt biển. Phía hải vực phía trên, âm thanh gió tuyết không che giấu được, thanh âm kèn két không ngừng vang, phiến băng đóng không biết bao nhiêu năm tháng trên mặt biển xuất hiện một đạo khe nứt cực lớn, kéo dài ngàn dặm, lan tràn ra không hề đứt đoạn. Hàn Lập sau khi xuống nước liền đọc một cách thần chú tị thủy, một tầng ánh sáng màu lam nhạt bao phủ hắn cùng với trường kiếm phía trước cấp tốc phóng tới đáy biển. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, thân hình hắn mới ngừng lại đáp vào chỗ sâu dưới đáy biển. Bên cạnh động khẩu một ngọn núi lửa, trường kiếm màu xanh đâm vào mặt đá dưới đáy biển, làm lóe ra ánh sáng màu xanh. Trước miệng hỏa sơn là một mảng u ám không tản mát ra nửa điểm khí tức nóng rực, có thể nói là một ngọn lửa không hoạt động hoặc đã nằm yên không biết bao năm tháng. Hàn Lập tới trước rút trường kiếm màu xanh từ mặt đất ra, nghe một tiếng keng. Mũi kiếm theo một đạo quang thanh quang làm cho nham thạch bên cạnh miệng hỏa sơn vỡ ra một chút, từ đó lộ ra một bảng hoa quang màu vàng kim. Hàn Lập cúi đầu nhìn qua, trường kiếm trong tay run, một hồi ánh sáng xanh nhộn nhạo, vô số kiếm ảnh màu xanh thật nhỏ, rậm rạp chằng chịt bay vút ra, chém toàn bộ nham thạch xung quanh miệng hỏa sơn. Theo từng thạch bì quấn bám vào miệng hỏa sơn, toàn bộ nham thạch xung quanh bong ra từng mảng, hiện ra một mảng hoa quang màu vàng kim không lóa mắt, lập tức chiếu sáng ngời màu nước đen dưới đáy. Chỉ thấy bốn phía miệng hỏa sơn phân bố dày đặc từng cái kim cầu hình bầu dục như thú noãn, lớn cỡ nắm tay. Vật ấy tên là kim long đàm, là một loại linh dược luyện đan hết sức đặc thù, không phải thảo mộc, không phải cốt tú, cũng chẳng thuộc về khoáng thạch, mà là ba thứ này kết hợp. Nó vẫn là một loại sinh vật dưới biển, tên là hải long đàm. Sau khi chết, tầng ngoài của di hài dần sinh ra một tầng cỏ xỉ rêu, về sau ngoài ý muốn lại bị dung nham núi lửa vùi lấp, trải qua không ít, ít nhất là vạn năm phát triển mới có thể trở thành kim long đàm. Dược này bởi vì có ba nhóm thuộc tính nên thường được dùng để điều hòa các loại dược tài, có thể thấy trên nó rất nhiều đan phương.
Hàn Lập vốn không nhận loại nhiệm vụ thu thập thông thường, nhưng hắn sắp luyện chế đan dược địa sai cũng cần có kim long đảm, liền dứt khoát nhận nhiệm vụ này từ Vô Thường Minh, có thể kiếm được một khoản tiền thuê, lại có thể cho mình sử dụng, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Hiện nay hắn không chỉ tích góp từng tí linh tài luyện chế đan dược, đồng thời cũng phải chuẩn bị chế đạo đan, cần số lượng nhiều linh thạch và tiên nguyên thạch dùng giá trên trời để hình dung, đành phải lần nữa hóa thành cuồng nhân, điên cuồng nhận nhiệm vụ tại Vô Thường Minh. Tính cả nhiệm vụ này, ngắn ngủi mấy tháng tới nay hắn là hoàn thành nhiệm vụ thứ tư. Sau khi thu thập xong, hắn ngựa không ngừng vó, thân bay lên mặt biển. 10 năm sau, trong một sơn cốc hẹp dài không biết tên, bà vốn thân ảnh đầu mang mặt nạ thú từ hai bên mỏm núi đá hạp cốc nhảy xuống. Họ nhìn dị thú dữ tợn nằm trong cốc đang hấp hối, đứng cạnh là một bóng người cao lớn hai mặt nhìn nhau. Họ nghĩ không tới lần này nhiệm vụ chém giết yêu thú chân tiên sơ kỳ hoàn thành dễ như vậy. Vốn là lúc trên đường tới có chút không để ý tới nam tử cao lớn này, người này thường một mực ít nói, không muốn tham dự kế hoạch bàn chuyện vây bắt với họ. Thực không ngờ rằng về sau người này là bạo phát chiến lực kinh người, cơ hồ chỉ dựa vào lực lượng một người liền bắt yêu thú lại, ngược lại để cho bọn họ lúc trước đi trên đường an bài đủ loại kế hoạch toàn bộ rơi vào phá sản, hiện tại có chút buồn cười. Bất quá người buồn cười chỉ là buồn cười, nghe nói người này danh hiệu là Sao Thập Ngũ, là thành viên rất có thực lực, nhất là về sau chứng kiến hắn ra tay lăng lệ quả quyết sát phạt, lòng những người này cũng cảm thấy kinh sợ. Hàn Lập ngược lại không phải ưa thích làm ra náo động như cây nở hoa trong rừng, vẫn thật sự không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Nhiệm vụ lần này giao phó xong, hắn là muốn trong một tháng chạy tới Đông Lưu Hải Vực thực hiện nhiệm vụ kế tiếp. Thời gian thoáng cái đã 30 năm. Một ngày này, Xích Hà Phong vào lúc mặt trời lên chiếu rọi trên núi, một mảng ấm áp bất quá phủ đệ Hàn Lập lại có chút vắng vẻ. Hai người Tôn Bất Chính và Mộng Vân Quy sau khi phá cảnh thành công, không lâu lắm đã được Hàn Lập phái đi tìm hạt giống linh dược. Sau đó, Mộng Tiền Tiền cũng dùng danh nghĩa ra ngoài du lịch, rời Xích Hà Phong. Lúc rời đi, nàng mang theo niệm vũ, làm cho đầu song thủ sư ưng thú kia dầu dĩ không vui trong thời gian dài. Trong mật thất động phủ, một mảng ánh sáng xanh dần dần ảm đạm xuống, hiện ra thân hình Hàn Lập. Hắn chậm rãi lấy mặt nạ xuống, thu vào. Hắn vừa xào phó một nhiệm vụ nhận một khoản thù lao tiên nguyên thạch thật tốt, ước chừng hơn 100 miếng. Chỉ là hôm nay đối với nhu cầu của hắn chỉ như mới bỏ bể. Sau khi ra khỏi phòng, thân hình hắn chuyển một cái lại tới dược điền trong động phủ. Chỉ thấy trong dược điền đủ loại linh thảo mọi màu sắc. Khu vực bên trái trồng các loại cây linh thụ dây leo uốn lượn, leo lên như trên giá gỗ, chỉ đợi niên đại đầy đủ có thể sinh ra linh quả. Mà bên phải linh điền mây tía tràn ngập khắp nơi, hòa hợp hương thơm hoa cỏ, hoa nhỏ nở đầy, rậm rạp chằng chịt. Bên trong linh điền một mảng sinh cơ ra sao, tràn đầy bừng bừng sức sống, chỉ có góc tây nam kia có chút ngoại lệ. Bên đó trống rỗng, thấy được đất đai màu xám đen, không thấy bất luận linh dược nào. Phảng phất, một mực bị bỏ hoang tới giờ, không có gieo trồng loại nào. Mắt Hàn Lập mỗi lần quét qua chỗ chỉ lưu lại một chút rất nhanh rời đi chỗ khác. Nhưng hôm nay khi hắn đưa mắt nhìn phía đó, lòng khẽ động tinh linh phát hiện ra có chỗ không sống trước. Hắn khẽ nhướng mày, ba chân bốn cẳng chạy dọc theo bờ ruộng tới cạnh khu vực kia, sau đó nhìn thoáng qua lại nhảy vào trong ruộng, dẫm phải thổ địa có chút lỏng mềm, đi vào chính giữa linh điền ngồi chồm hổm xuống. Ngày trước hai chân hắn một cái khối đất xám lớn chừng quả đấm, chính giữa một đạo mầm nhỏ xanh như giá đỗ từ trong đất bùn chui ra ngoài, nghiêng một bên so với mặt đất, nhìn nó có vẻ gầy yếu, thực tế tràn đầy khí tức sinh mệnh thịnh vượng, vốn không phải vật của hắn, đúng là miếng hấu mẫu đậu kia. Vậy là nảy mầm, Hàn Lập có chút bất ngờ. Trăm năm trước vừa xèo xuống mẫu đậu này, hắn thường xuyên dùng lục dịch đổ vào, nhưng về sau bởi vì luyện chế linh hạch còn đổ vào linh dược các, lục dịch lại thập phần khan hiếm, mà mẫu đậu thủy chung không có dấu hiệu nảy mầm, hắn tạm dừng không đổ vào nữa. Không nghĩ tới hôm nay lại trở lại thăm, vậy mà lặng yên nảy mầm không tiếng động. Hàn Lập cẩn thận quan sát, phát hiện ra phía trên hai lá mầm non nớt của cây đậu mọc lên từng chữ kim sắc mơ hồ kỳ dị. Lông mày hắn khẽ nhíu, tay khẽ chuyển, trong bàn tay nhiều thêm một quyển sách mỏng màu vàng. Cẩn thận xem một lát, vẻ mặt nghi ngờ trên mặt Hàn Lập càng đậm, nhưng không được tự lẩm bẩm. Không đúng à, làm sao không giống với tâm đắc ghi chép trên sách của Hồ Ngôn trưởng lão?
Tra xét hồi lâu hắn cũng không thể cho ra đáp án chính xác, đành phải rời vị trí, vẽ lại toàn bộ cảnh lộ vằn ám trên mũi lá, sau đó quay người rời động phủ. Ước chừng một canh giờ sau, một cái đạo thanh quang từ không trung bay xuống, đáp tới dưới núi. Ngay tại chỗ ánh sáng xanh hạ xuống, thân ảnh Hàn Lập hiện ra trước mặt. Cách hắn không xa, tọa lạc một cái sơn với diện tích khá lớn. Chính giữa cánh cửa cho một tấm biển sơn son, viết bốn chữ to, rồng bay phượng múa là Bách Tẩu Sơn Trang. Hàn Lập liếc qua bốn chữ to, ngã trái ngã phải như say bí tỉ, đang muốn tiến lên liền thấy đại môn phủ đệ bỗng ghé động bên trong mở ra. Một thiếu phụ mặc áo trắng như tuyết, quần lụa mỏng đẫy đà, từ trong đi ra mặt đoan trang điểm nhẹ, một đầu tóc mây đen được một cái sợi tơ xanh vén thật cao, toàn thân lộ ra vẻ vũ mị, hàm xúc, thú vị làm lòng người tổn thất. Nàng không phải ai khác chính là sư phó của Bạch Tố Viện, một trong 13 kim tiên đạo chủ, là Vân Nghê đạo chủ. Bất quá lúc này mặt nàng tức giận, vội đi ra bên ngoài. Hồ Ngôn lão đầu, mặc đạo bào xám trắng, lưng đeo hai cái hồ lô, đi theo sau lưng nàng, muốn tiến lên nói gì, tựa hồ như có chút nói không lên lời, thần thái lúng túng. Mà ngay lúc hắn đứng dưới thềm đá nhìn thấy, thần sắc lão càng thêm lúng túng, nhất thời ngừng tại chỗ không có đuổi theo. Sắc mặt Vân Nghề bất tiện, lúc đi qua Hàn Lập cũng không thèm liếc một cái, trực tiếp bay vút lên, hóa thành một đạo hồng quang bay xa. Hàn Lập đứng ở bậc thang chứng kiến Hồ Ngôn đạo nhân, nhìn bầu trời có chút thất thần liền à, nhẹ ho khan hai tiếng. Lão lập tức khôi phục tinh thần một bên, quay người về động phủ, một bên ra vẻ bình tĩnh có chút giấu đầu lòi đùa mà tự giải thích. Ai ra gần đây tông môn có chút công vụ bề bộn. Ha ha, Hồ Ngôn trưởng lão, một ngày lo vạn sự đều là việc của công vụ. Hàn Lập là gật đầu cười nói. Cơn gió nào đem tiểu tử người tới? Sự tình lúc trước ta đã nói rồi, lão phu gần đây cũng không có rượu cho người uống. Lão đầu có chút thỏa mãn gật đầu liếc Hàn Lập lại hỏi. Vài ngày trước vãn bối lúc thi hành nhiệm vụ, vừa đúng lúc nhận được một vò rượu ngon, nghe nói chính là dùng 60-70 vị linh dược chân quý chế thành. Đây không phải liền nghĩ tới Hồ Ngôn tiền bối sao? Hàn Lập mỉm cười đan thổ khẽ đảo, trong tay nhiều hơn một cái vò rượu màu đỏ đưa tới. Tính ra tiểu tử người có chút lòng thành, nhanh để lão cục, ở đây nhiều người lắm miệng, đi vào trong nói chuyện. Hồ Ngôn lão đầu nghe vậy mắt sáng lên, nhưng tiếp theo nhìn xung quanh có chút mất tự nhiên nói ra. Chương 280, đậu bình dị biến. Hàn Lập và Hồ Ngôn lão đạo một trước một sau đi vào phủ đệ, đi khoảng một sân nhỏ góc hành lang vào tính đường tiếp khách. Hai người che phủ khách xong, bèn ngồi xuống trà mấy chốc, có người hầu trẻ tuổi vào sảnh châm chén trà cho hai người. Hồ Ngôn đạo nhân không thèm nhìn cốc trà mà bàn tay vung, một chén rượu lưu ly nhỏ bay ra, lão tự rót cho bản thân một chén, ngẩng đầu một hơi cạn sạch. Cảm nhận từ vị rượu, lão đầu thần sắc say mê, chẹp miệng một hồi lâu mới thở ra một lời có lời tán thán. Hồng mao tử này quả nhiên là đủ kinh đạo. Tiền bối người từng uống loại này? Hàn Lập nghe vậy bất ngờ hỏi lại. Hắc hắc, khi xưa lão phu dạo gót khắp thiên hạ, từng uống rượu này ở cực bắc đại lục Hoàng Lan, cũng khá ấn tượng với loại rượu này. Khác với loại thuần tửu tiền nhưỡng khác, loại rượu này phải huyết ngâm rất nhiều cốt tình yêu tú, phong hú trăm năm mới uống được, sắc đỏ như máu, mạnh mẽ bá đạo, phạm nhân tất không uống được. Dù là tu sĩ chúng ta hạ dưới hóa thuần kỳ mà uống chẳng các tìm chết, nhưng với tiên nhân thì chẳng sao cả. Hồ Ngôn đạo nhân thẳng thắn nhận xét. Cao nghệ phẩm tử của tiền bối, bình sinh vãn bối ít thấy, không thể không tán phục tự đáy lòng. Hàn Lập là mỉm cười thốt lên. Tiểu tử bớt nịnh hót đi, có chuyện gì thì nói thẳng, xem phân lượng hồng mao tử thì chỉ cần không quá phận lão phu đều đồng ý. Lão đầu vỗ vỗ vò rượu đặt lên án kỳ, vừa cười vừa nói. Hôm nay vãn bối tới thăm sược viên, vô tình phát hiện đậu bình lúc trước đã gieo nảy mầm, nhưng mà mầm nhũ khác với những gì ngày ghi trong tâm đắc, vì vậy đặc biệt tích thỉnh giáo tiền bối. Hàn Lập nói. Hả, có cái gì khác? Hồ Ngôn nghe thấy liên quan tới đậu bình thì tinh thần tỉnh táo. Bên trên mầm đậu bình có đường vân ám kim kỳ quái. Hàn Lập đáp. Đường vân thế nào? Đưa ta coi thử. Cặp lông mày Hồ Ngôn đạo nhân nhíu hỏi. Vãn bối đã phục chế đường vân, kính xin tiền bối
ngó qua. Dứt lời, Hà Nập lật tay lấy ra một cái trang giấy đưa tới. Hồ Ngôn đạo nhân cầm lấy một lát mặt vui vẻ đáp: "Tiểu tử, nhà ngươi có thể dẫm phải cứt chó rồi. Độ bình nhà ngươi xảy ra biến dị." "Sao lại biến dị?" Hàn Lập nghi hoặc. "Yếu tố ảnh hưởng tới độ bình biến dị nhiều lắm. Thứ nhất này, địa mạch này, linh dịch chăm bón, tư phẩm chất độ bình. Căn cứ tình huống cụ thể mới đoán định được." Hồ Ngôn giải thích. Lão Hàn Lập nghe vậy cúi đầu suy tư, chẳng lẽ quan hệ đến lục dịch tiểu bình hay là vì ảnh hưởng của hỏa mạch dưới đất. "Tuy nhiên ngươi đừng có mà cao hứng, độ bình biến dị thuộc về tình huống không giống, không khống chế được, có khả năng rất tốt, cũng có khả năng rất tệ, trông cả vào vận khí." Hồ Ngôn rót một chén, làm vắt cạn sạch bổ sung mấy câu. Hàn Lập thấy Hồ Ngôn lão đầu cứ chén nọ nối tiếp chén kia mãi, hắn biết chắc lão đang có tâm sự bèn không dám quấy rầy. "Nếu tạm thời đã không còn gì, thế thì không còn gì để nói nữa. Lần này đã tạ tiền bối nói cho biết, vạn bối xin được cáo lui." Hàn Lập là cúi đầu thì lễ rút lui. "Đi đi đi." Lão Phùng uống thêm mấy chén. Hồ Ngôn đạo nhân khoát tay đáp. Hàn Lập cười gượng rồi quay người rời đi. Hai ngày sau trong mật thất động phủ, Hàn Lập lật tay lấy mặt nạ đầu trâu đeo trên mặt. Sau một hồi hào quang sáng, một trận bàn thanh quang khổng lồ hiện trên mặt vật mạch. Trên vách mật thất. Sau khi xác định đậu bình biến dị không đáng ngại, Hàn Lập vẫn tiếp tục nhận nhiệm vụ vô thường minh để đổi lấy linh thạch. Trên trận bài, bên trái thành nhiệm vụ, lúc nào cũng có nhiệm vụ hoàn toàn mới hiện ra, rồi lại có những nhiệm vụ hoàn toàn hoàn thành biến đi. Thông thường, trừ những nhiệm vụ thực hiện đặc biệt thì liên tục thay đổi. Hàn Lập xem xét nhiệm vụ từ trên xuống dưới, khi nhìn tới giữa thấy một nhiệm vụ thập phần đặc biệt. Sở dĩ đặc biệt vì nhiệm vụ bình thường thì thường không nói rõ cụ thể nội dung, lần nào cũng do người triệu tập sau khi tập trung hết mọi người mới nói cho nội dung cụ thể. Nhưng mà lần này lại lạ, nói rõ luôn nhiệm vụ lẫn điều kiện tham dự. Nội dung nhiệm vụ lần này rõ ràng là bảo vệ một cái cố, chỗ trọng yếu của Thánh Khôi Môn khỏi sự xâm phạm của kẻ thù. Hàn Lập cũng biết vài thông tin của Thánh Khôi Môn, tông môn này nằm ở hải vực phía tây, Bắc Hải Dương, Lôi Bạo. Khoảng cách tới đại lục Cổ Vân không quá xa, đây là một cái tông môn tầm trung nổi tiếng của cả vùng lân cận hải vực, chuyên chế tạo buôn bán khôi lỗi. Quy mô nó không thể sánh với Trúc Long Đạo, tuy nhiên vì tính chất đặc thù chuyên giao dịch mua bán khôi lỗi cho rất nhiều môn phái tiên gia, vì vậy tông môn này rất giàu có vượt xa những tông môn cùng cấp. Thành viên tham gia nhiệm vụ này có quy định giới hạn cụ thể. Thành viên vô tướng minh có mặt nạ thanh sắc trở nên mới có được quyền tham gia. Từ chỗ này nhận ra được tính chất hung hiểm nhiệm vụ không nhỏ. Tuy nhiên phần thưởng Thánh Khôi Môn lại rất hậu. Phần thù lao cho nhiệm vụ này gấp khoảng 10 lần so với nhiệm vụ bình thường. Vì vậy những kẻ đang khát linh thạch như Hàn Lập thì tất nhiên động tâm và lập tức tiếp nhận nhiệm vụ. Do vẫn còn dư giả trước thời gian, tính tới ngày tập hợp làm nhiệm vụ nên Hàn Lập tranh thủ dùng chỗ linh dược tích lũy trước đó luyện chế hai lô đan dược, đồng thời cũng có những cái sự chuẩn bị khác dành cho chuyến hành trình Thánh Khôi Môn lần này. Mấy tháng sau, phía tây nam đại lục Cổ Vân có một tòa thành nhỏ gần biển tên là thành Vọng Phong. Do ở phía nam tiếp cận hải dương Lôi Bạo nên khí hậu khá ấm áp. Đây là một trong số ít chỗ đại lục Cổ Vân có thể cảm nhận biến hóa của thời tiết đủ bốn mùa. Phía nam thành thông với vùng duyên hải, có một con đường rộng lớn khoảng 5 trượng uốn khúc dẫn vào một cái khu rừng liễu màu xanh. Trong rừng, hoa cỏ mọc tùm hai bên đường, cứ cách vài dặm lại có một cái tòa tường đình bằng gỗ được dùng làm chỗ nghỉ chân cho khách nhân. Lúc này, bán kính mấy dặm xung quanh tòa trường đình thứ ba nằm trong rừng được bao phủ bởi một cái màn sương trắng đậm đặc. Nếu ở trong màn sương thì mắt thường không thể quan sát được vật xa quá một xích. Đứng trước lối vào trường đình là một vị phu nhân, dáng vẻ thướt tha, khác xa người thường. Trên mặt nàng đeo mặt lạ, hồ ly đỏ sẫm, toàn thân tỏa ra một vẻ mị hoặc khí tức tản bí. Ở cách nàng không xa là một người mặc váy ngắn, màu hồng cánh sen, là một nữ tử eo to nhỏ, mặt nàng lại mặt nạ thỏ, màu xanh phủ đầy linh văn. Tuy không thấy được mặt nạ hai nàng, nhưng lộ ra ngoài cũng là những nét đặc thù của nữ tử, khiến cho lòng người có vài phần phấn chấn. Lúc này nhiều kẻ đang có vẻ ngồi nghiêm chỉnh trong trường đình, nhưng kỳ thực là thỉnh thoảng lại liếc trộm.
Đúng lúc đó một đạo kim quang xoẹt qua cánh rừng rồi hạ xuống nơi này. Kim quang xuyên thẳng vào sương mù dày đặc rồi hạ xuống mảnh đất trống bên ngoài trường đình. Khi hào quang thu lại, một bóng nam tử to mập xuất hiện. Cái này khoác trường bào rộng thùng thình màu đen, đeo một cái mặt nạ đầu hươu màu xanh, là Lân Cửu. Vừa đáp xuống đất, gã liền đã bước tới thì lễ với vị phu nhân tước ta với vẻ cung kính. Phu nhân chỉ gật đầu, hai bên không mở miệng nói tiếng nào. Ngay sau đó từ không trung phía đông, một đạo thanh quang lướt thẳng vào trong màn sương mù. Khi đáp xuống bên ngoài trường đình, hiện một nam tử cao lớn mặc áo bào xanh, là Hàn Lập Xào Thập Ngũ. Hai người vừa xuất hiện, đám người liếc nhìn nhau, tuy nhiên họ nhanh chóng rời mắt khỏi Lân Cửu, ngược lại liếc nhìn Giao Thập Ngũ thêm mấy lần. Dù sao tên tuổi tên cuồng nhân nhiệm vụ ở vùng này không nhỏ. Hàn Lập cũng chẳng thèm quan tâm ánh mắt người khác, quét mắt nhìn một vòng, khi thấy mặt lạ tỏ xanh có chữ thập nhất trên mi tâm, hắn có vẻ ngạc nhiên, bởi người đeo mặt nạ này không ai khác chính là Bạch Tố Viện. Do mặt nạ giúp ẩn giấu khí tức, hắn không thể nhìn chính xác tu vị nàng. Tuy nhiên theo hắn dự đoán, với Nguyệt Hoa Tiên Thể, sau chừng ấy năm nàng giờ cao nhất cũng chỉ là tu sĩ đại thừa kỳ. Theo lý mà nói, đẳng cấp nhiệm vụ này, thực lực cỡ Bạch Tố Viện không có tư cách tham dự, vậy mà không hiểu sao nàng có mặt tại đây. Tuy nhiên, đó là suy nghĩ trong đầu Hàn Lập. Ngoài mặt hắn không lộ ra bất kể dị thường. Hắn tiến tới thì lễ, trình diện với vị phu nhân đeo mặt nạ hồ ly cầm đầu, sau đó khẽ gật đầu với Lần Cửu, là kẻ có duyên gặp gỡ mấy lần, rồi bước xuống tới, ngồi khoanh chân, nghỉ ngơi điều tức, cũng không nhìn Bạch Tố Viện. Bạch Tố Viện thì không nhận ra Hàn Lập, trước giờ nàng chỉ thấy khuôn mặt đã được Hàn Lập dùng mặt nạ huyễn hóa, chưa chờ thấy mặt nạ đầu trâu của hắn bao giờ. Tuy nhiên nàng cũng có nghe qua về tên cuồng nhân nhiệm vụ này, nên nhìn Hàn Lập mấy lần bằng ánh mắt tò mò, mắt chớp chớp chẳng biết nghĩ gì. Sau đó khoảng một khắc, lại thêm hai người khác kéo nhau tới. Lúc này, Lần Tam quét mắt liếc một vòng mọi người là nói với mọi người trường đình. Tốt, đã đủ nhân số, việc này không nên chậm trễ, mau lập tức xuất phát về Thánh Khôi Môn. Những chi tiết nhiệm vụ được ta phổ biến kỹ trên đường đi. Mọi nghe vậy đồng loạt đứng dậy rời khỏi trường đình. Hàn Lập phát hiện ra ngoài Lân Cửu có vài tên nữa từng làm nhiệm vụ chung với mình trước đây, nên cách gật đầu thay cho lời chào hỏi. Lần Tam vùng tay, một đám phấn hoa màu bạc bùng ra như một cái dáng mây chiều ánh bạc cuộn tròn. Một chiếc linh châu màu trắng bạc hình loan nguyệt xuất hiện lơ lửng không trung, ngân quang chợt phát ra lấp lánh. Linh châu dài cỡ 3-40 trượng, mặt ngoài khắc những phủ văn huyền ảo khó hiểu, toàn thân tỏa ra từng đợt hào quang ngân sắc, không ngừng xoay quanh tứ phía tả hữu trên dưới. Hiển nhiên đây là một kiện linh bảo phi hành có phẩm cấp không thấp. Cả người hắn lóe một cái, tung mình trên không rồi đáp xuống bồng thuyền. Những người khác thấy vậy tuy mắt cũng hiện ra một tia hâm mộ, nhưng cả bọn đều giữ im lặng, nhào nhào cùng nhau phi thân lên linh chu. Dù sao những người này thường xuyên qua lại trong Vô Thường Minh, thỉnh thoảng tham dự vài nhiệm vụ cùng thành viên cao cấp trong mình, vì vậy đều có kiến thức qua những loại linh bảo quý hiếm, nhìn nhiều cũng không thấy gì lạ. Với lại tất cả đều là loại người có suy nghĩ cẩn thận, nên đương nhiên trên mặt không lộ vẻ biểu hiện. Chương 281 Thánh Khôi Môn. Trên loan nguyệt linh chu màu trắng và có một tòa lầu các 3 tầng trắng muốt, trông như được chạm trổ từ bằng đá. Phía trên có khắc các loại hoa văn, tranh họa, chim cá, cũng với đủ loại phù văn huyền bí. Tầng 1 là tĩnh thất, chư vị đạo hữu có thể tự chọn cho mình một gian để sử dụng. 3 ngày sau mọi người tập hợp tại đây, ta giải thích trước nhiệm vụ lần này. Có điều tình huống cụ thể ta biết cũng không nhiều, phải đợi đến Thánh Khôi Môn mới biết rõ. Lần Tam phân phó qua loa mọi người một tiếng, thân hình là phiêu bồng lướt đi. Chỉ thấy nàng đạp hư không, dưới bàn chân hư ảnh tuyết liên hoa tầng tầng nở rộ, phảng phất như đón đỡ bước chân nàng. Nàng đi tới tầng 3 đẩy cửa bước vào trong. Hàn Lập nhìn tầng 3 mặt hiện hình nghi hoặc. Mặt nạ Lần Tam đang đeo màu đỏ, giống với Giao Tam năm đó ở Vô Thường Minh, so với màu xanh thì cao hơn một bậc.
Tuy không có cách nào dò xét khí tức tu vị đối phương, nhưng hắn cảm giác Lân Tam có thể là tu sĩ cảnh giới kim tiên. Nếu thật dẫn đội bởi tu sĩ cảnh giới kim tiên, chỉ sợ nhiệm vụ kia độ khó không nhỏ, bản thân cần phải cẩn thận nhiều hơn. Lúc này, thân hình cao lớn của Lân Cửu tới cạnh, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới đạo hữu sao thập ngũ cũng tiếp nhận nhiệm vụ này, ta và ngươi thật có duyên. Phần thưởng nhiệm vụ lần này thật phong phú, ta không thể không động tâm. Hàn Lập cười trả lời, nhiệm vụ lần này có chút đặc thù, hẳn đạo hữu cũng đã chú ý tới chứ? Lân Cửu hỏi. Lân Cửu đạo hữu ám chỉ tình huống tuyên bố nhiệm vụ cũng với thù lao cao có chút không hợp với lẽ thường. Hàn Lập gật đầu hỏi. Không sai, khôi lỗi mà thánh khôi môn chế tạo luôn là phẩm chất cực cao, cực kỳ linh tính, được nhiều tông môn khác chú ý, cho nên có quan hệ đến với tông môn khác không tầm thường. Nghe nói Linh Thường Tông, tông chủ và Phục Sáp Sơn Sơn chủ cùng với thánh khôi môn môn chủ thường xuyên xưng huynh gọi đệ. Theo ta biết, lần này chống đỡ ngoại địch bọn họ lại không tìm những tông môn này mà tìm tới Vô Thường Minh. Lân Cửu nói một mạch. Có lẽ lần này thánh khôi môn gặp phiền toái không nhỏ. Những thế lực nhỏ đó chưa hẳn có thực lực này. Bất quá những chuyện này chúng ta không cần quản nhiều, chỉ cần nhận tiền người thay người gánh họa. Hàn Lập cười cười điệu bộ chẳng quan tâm. Cũng đúng, nói gì đi nữa, thánh khôi môn này quả thật giàu có, miễn thủ lao không ít là được. Gần đây tại hạ quả thực là có thiếu chút tiền nguyên thạch hạ. Lân Cửu vừa cười vừa nói. Hai người cũng suy đoán được thân phận nhau, nhưng không ai vạch trần, chỉ là thuận miệng cùng nhau nói chuyện phiếm. Thậm chí nhiệm vụ lần trước đưa đến phòng bà đều ăn ý không nói lời nào, cơ như hai người chưa bao giờ thực hiện nhiệm vụ lần đó. Sau một lát, Loan Nguyệt Linh Chu khẽ động, phủ văn quanh thân lấp lánh, vang lên một cái tiếng xé gió gắt gao, bay ra bờ biển Cổ Vân Đại Lục, sau đó bay vút về phía tây nam. Mọi người bên trên Linh Chu giờ phút này cũng nhào nhào đi vào lầu các tầng một, mỗi người tìm một cái gian tĩnh thất đi vào đóng cửa lại. Rất nhanh, Lân Cửu trở về lầu các, trên bong thuyền chỉ còn mình Hàn Lập đứng dựa vào lan can nhìn phía xa. Chỉ thấy dưới hải vực chỗ bờ biển, nước biển hơi đục, vỗ vào từng khối đá ngầm lởm chởm dữ tợn, bắn lên thành từng mảng bọt tuyết trắng xóa. Mấy tháng sau, phía đông nam đại lục Minh Hàn, trên một mảnh hải vực tối tăm, gió biển thổi lướt nhẹ qua, sóng nước bồng bềnh, trên bầu trời xanh thẳm một chiếc Loan Nguyệt Linh Chu từ đằng xa lướt gấp tới. Trên bong tàu, hơn 10 người đang đứng, nhìn phía trước, cuối chân trời, một mặt biển màu xám bóng. Khi Linh Chu bắt đầu tới gần, bóng dáng kia không ngừng phóng đại, cũng trở nên rõ ràng lộ ra toàn bộ hình dáng. Đó là một hòn đảo tập phần to lớn, phía trên nham thạch trải rộng, rừng cây thưa thớt, từ xa có thể thấy được bốn phía trước mắt, từng tòa kiến trúc thạch điện. Ở xung quanh hòn đảo còn có 7-8 hòn đảo loại nhỏ, giống như những vệ sĩ đứng xung quanh bảo vệ vùng trung tâm. Sau một lát, Loan Nghiệp Linh Chu bay tới bên ngoài hòn đảo, dừng lại và đứng lơ lửng trên bầu trời. Hàn Lập mặc một bộ áo bào xanh, đứng dựa vào lan can ở mép mạn trái Linh Chu, bắt lộ ra lam quang nhìn hòn đảo, lông mày không khỏi giật giật. Quan sát toàn bộ hòn đảo, bao gồm 7-8 hòn đảo nhỏ ở xung quanh, hầu hết bao phủ bởi màn sáng bán cầu trong suốt, ở trên có đường văn hoa văn, hình dáng gợn sóng không ngừng chuyển động, từ trong truyền ra từng trận chấn động rung rung. Mà trên hòn đảo, những khối nham thạch to lớn được cắt gọn gàng, thoạt nhìn như lộn xộn, kỳ thực ra chúng được xếp chồng lên nhau theo phương thức rất lề lối, phân bố khắp bờ biển. Nếu là người không hiểu trận pháp thấy vậy, đa số cho rằng đây là một dạng tường thành chưa đủ tiêu chuẩn phòng ngự. Nhưng Hàn Lập lại hiểu rõ, những tường thành to lớn này chính là đại trận trụ cột bảo vệ hòn đảo, mà những hòn đảo xung quanh là những chỗ trọng yếu của trận. Ánh mắt hắn nhìn xuống, tập trung nhìn vào hòn đảo gần mình nhất, chỉ thấy trên đó vây quanh chính giữa một tòa kiến trúc hình tháp tròn là con đường rộng rãi liên kết với nhau, tạo thành một thể thống nhất như một bức trận đồ. Đúng lúc này, trên hòn đảo bỗng nhiên phát ra ầm một tiếng nổ lớn chấn động kịch liệt. Mọi người trên Linh Chu thấy thế,
mắt hiện một tia đề phòng. Nhìn lại phía dưới, chỉ thấy nước biển bốn phía trên hòn đảo như mới đun sôi, từng đợt sóng cuồn cuộn cao vài chục trượng. Thần sắc Hàn Lập không đổi, vẫn bình tĩnh quan sát tại chỗ nước biển chấn động, từ trong veo bắt đầu trở nên đục ngầu. Phía dưới hòn đảo một vết nứt nhỏ dần tách ra, liên tục mở rộng, toàn bộ hòn đảo giống như một cái cái bát bạo liềm hạp chậm rãi mở. Lúc này trong đảo, tiếng ù ù một hồi nổi lên. Khu vực phía trên hòn đảo, từng khối diện tích từ hai mặt đất chạm bay lên, rồi lơ lửng trên không trung. Khối phía dưới lại là trượt về phía bên cạnh, làm lộ ra khu vực dưới cùng. Toàn bộ diện tích hòn đảo lập tức mở rộng lớn hơn trước rất nhiều, liên kết với diện tích lơ lửng trên không, thậm chí biến thành 3 tầng. Khác với màu sắc u ám của tầng cao nhất, hai tầng dưới có cảnh sắc tươi xanh, giàu sức sống hơn. Cây cối phủ kín rừng, dòng sông uốn lượn chảy tới chỗ biên giới của tầng 2 và tầng 1 thì đổ xuống không trung, tạo thành thác nước thẳng đứng cùng cảnh hữu tình. Mọi người trên Linh Chu đều không phải người tường, vậy mà khi thấy cảnh quan nơi đây đều tỏ vẻ ngạc nhiên, ý khen ngợi cách bố trí kiến trúc có phần độc đáo. Lúc đại không trung phía trên đảo có sự rung động, hào quang đại trận lóe lên, tạo ra một cái lỗ hổng vừa khít, Phi Chu lọt qua. Sau khi xuyên qua đại trận, Phi Chu từ từ hạ xuống quảng trường bằng đá trắng ở một tầng đảo. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, Lân Tam vùng tay thu Linh Chu vào. Trên quảng trường có hơn chục người chờ sẵn, đứng đầu là một nam tử mặc cung trang màu lam. Nàng tuy sáng không cao lắm, nhưng dáng vẻ linh hoạt nhanh nhẹn. Mặt nạ được che bởi một tấm lụa mỏng, có thể thấy lờ mờ nét đẹp tuyệt mỹ phía sau khiến người ta mê đắm. Hàn Lập liếc qua tầm đánh giá, phát hiện ra nàng là một tu sĩ chân tiên hậu kỳ, khí thức trên thân ngưng tụ hùng hậu, cho thấy nàng đã ở cảnh giới hiện nay rất lâu rồi. Hơn chục người nữa đứng sau, nữ tử cũng là những chân tiên cảnh tu sĩ, tuy nhiên phần lớn họ chỉ ở tu vị sơ kỳ. Vẻ ngoài đám người vẫn bình tĩnh, không có gì, nhưng khi nhìn sâu trong mắt có thể thấy một chút hoang mang lo lắng. Quý vị đi đường xa đã mệt, kính mời vào điện nghỉ ngơi và để được cáo chỉ những công việc cụ thể. Nữ tử cung trang khẽ hạ mình nhẹ mở lời. Lân Tam nghe vậy liếc nhìn nàng một cái gật đầu. Nữ tử cung trang cùng với Lân Tam dẫn theo đám người vào trong điện. Địa hình xung quanh quảng trường rất nhiều chỗ nhấp nhô, có thể thấy nhiều trụ đá xám trắng hình tròn hoặc vuông. Trên mặt trụ khắc đủ phù văn, những nét vẽ kỳ dị. Trên mặt đất cũng rất nhiều trận văn rải rác khắp nơi. Hàn Lập có thể cảm nhận được những chấn động trận pháp từ khối kiến trúc mang phong cách cổ xưa, thấp thoáng trong rừng cây. Hắn không hề cảm thấy ngạc nhiên, bởi tu sĩ tinh thông khối lỗi chi thuật hầu như đều là có tạo nghệ trận pháp tương đương. Sau đó quy trình chế tạo khối lỗi không thiếu kỹ thuật vận dụng những trận pháp tinh diệu. Năm xưa ở hạ giới, hắn coi như cũng có am hiểu sâu sắc về khối lỗi chi đạo, nhưng từ khi đặt chân tới Bắc Hàn Tiên Vực, do quá bận tu luyện lên lâu rồi không ôn luyện môn này. Hôm nay tới Thánh Khôi Môn là tông môn nổi tiếng ở Tiên Vực Bắc Hàn, hắn tận dụng cơ hội học hỏi thêm, sau này tới lúc thích hợp tìm cách luyện chế một cái cố thần sắc phù hợp cho giải đạo nhân. Tuy nhiên, lúc việc này là phải hỗ trợ cho tông môn họ vượt nạn đã, sau đó tính tiếp. Không biết phen kế tiếp, kẻ thù xâm lược rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mọi người đi dọc theo quảng trường hồi lâu, mới một cái đại điện màu son cổ kính. Lúc này Hàn Lập vô tình chú ý tới một việc, nữ tử cung trang kia mấy lần quay lại, mắt không biết vô tình hay hữu ý nhìn vào Bạch Tố Viện đang đeo mặt nạ thỏ. Sau khi vào trong đại điện, nữ tử cung trang và Lân Tam ngồi ở hai vị trí thủ tọa, các trưởng lão Thánh Khôi Môn và người của Vô Tướng Minh chia ra ngồi hai bên. Đám người hầu ở ngoài cửa đã chuẩn bị sẵn linh trà. Mọi người ngồi xuống thì chúng lập tức lưng trà lên. Nước trà xanh biếc óng ánh rót vào chén, khói trắng bốc lên nghi ngút, một cỗ mùi hương thơm ngát thấm sâu vào trong lòng đang tràn ngập khắp đại điện. Hàn Lập khẽ cau mày cúi xuống quan sát chén trà, thấy một cái lá trà màu xanh giống như miếng ngọc phỉ thúy
đang nở ra trong nước, nó liên tục phát ra từng đợt linh khí. Hiển nhiên, đây là một loại linh trà thượng phẩm. Hắn định cầm chén trà lên thì khóe mắt phát hiện ra đường vân kim sắc trong phòng khoanh ngón tay đang cầm bình trà của người hầu bên cạnh, lòng có chút ngạc nhiên lập tức quan sát. Lúc này hắn mới để ý, người hầu này cử động linh hoạt, tướng mạo giống người thường, thậm chí thần phát khí tức tu sĩ cấp thấp, thực tế không phải người thật, chỉ là những con khôi lỗi, nhìn vô cùng sinh động mà thôi. Được tận mắt thấy, hàn lập cảm giác ngay trình độ khôi thuật, khôi lỗi chi thuật của thánh khôi đạo môn có thể độc đáo cỡ nào. Từ lúc đó hắn phát sinh lòng hiếu kỳ đối với khôi lỗi chi thuật của tông môn này. Chương 282, đóng sứ 3 năm. Trừ viện vượt đường xa khá vất vả, trước tiên mời ngồi nghỉ ngơi uống linh trà. Thiếp thân là phó môn chủ thánh khôi môn, người phụ trách việc phòng ngự tác chiến lần này, rất mong mọi người ra sức tương trợ. Nếu có thể đánh lui cường địch sẽ có đền đáp hậu hĩ. Nữ tử cùng chàng nói, chúng ta có mặt ở đây để thực hiện nhiệm vụ, phó môn chủ không cần khách khí. Hôm nay điều mà chư vị vô thường minh chúng ta quan tâm nhất vẫn là tình hình của thánh khôi môn lúc này ra sao, ngày địch xâm phạm là ai, bao giờ chúng tới, số lượng thế nào. Lân Tam phất nhẹ tay áo, nói thẳng vào vấn đề. Hàn Lập, Lân Cửu, cả bọn vô thường minh nghe lời ấy đều là phóng mắt nhìn nữ tử cung trang. Nói thật với chư vị, lần này kẻ tới xâm phạm là ai, khi nào tới, số lượng bao nhiêu, chính thiếp thần cũng chưa rõ. Nữ tử cung trang do dự một hồi trả lời với vẻ miễn cưỡng. Cái gì? Chính người cũng không rõ đây là trò đùa sao? Chúng ta không muốn tham dự một trận chiến không hề có sự chuẩn bị như vậy. Nếu như cuối cùng chẳng có ai tới, chẳng phải phí thời gian không? Đám người vô thường minh nghe vậy nhào nhào cả lên. Tất nhiên câu trả lời như vậy không thể làm hài lòng mọi người. Nhiệm vụ lần này là thủ hộ thánh khôi môn, tuy không nói rõ kẻ địch là ai, nhưng họ cũng tình nguyện tham dự. Thực ra như vậy là có chút mạo hiểm, nhưng ngoài món thù lao kếch xù ra thì bọn họ khá tự tin vào thực lực bản thân. Đương nhiên phút cuối cùng cũng phải cân nhắc kỹ, càng cơ hội cùng với thách thức mới quyết định, và cũng có sự chuẩn bị trước đối sách. Đại đa số đều chuẩn bị trước trong lòng, nếu có độ nguy hiểm của nhiệm vụ vượt quá mức giới hạn bản thân thì tình nguyện rút lui chịu bồi thường, không thể để cho chính bản thân lâm vào vòng nguy hiểm. Tất nhiên tình huống xấu nhất mới phải tung ra hạ sách này. Mấy người Lân Cầu thì không nói gì, mặt cũng khác nhau, thi thoảng liếc nhìn Lân Tam. Mặt Hàn Lập gần như không đổi, lòng cũng lặng yên không có gì. Trước khi xuất phát, hắn là tìm hiểu tình hình lai lịch của thánh khôi môn và cũng đã có đánh giá riêng. Dù kẻ địch lần này có tồn tại cấp kim tiên, với thực lực hiện nay, việc tự bảo vệ thân cũng không có gì ngại. Hắn là một trong số rất ít người giữ nguyên vẻ trấn định. Chứ bị chờ nóng vội, một khi đã tiếp nhận nhiệm vụ tức là chúng ta ngồi chung một thuyền. Lúc này việc quan trọng nhất là tính toán làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên ai đó muốn rút lui sở cũng được, cứ dựa theo quy củ của mình mà làm. Đền bù gấp 3 lần tiền linh thạch so với thủ lao ta không ngăn. Đúng lúc này Lân Tam từ tốn mở lời. Thanh âm nàng không lớn nhưng mà chứa đựng khí thế uy nghiêm. Cả đám người om sòm nghe thấy thế chỉ biết nhìn nhau im lặng. Phó môn chủ, bọn ta tới đây trợ giúp một tay là việc nhận tiền phải gánh họa cho người, cũng không oán trách gì. Nhưng dù sao bọn ta cũng chỉ có ngần này người mà thôi, không thể đảo chuyển cản khôn. Việc này chắc người cũng thấy rõ, nếu chưa rõ địch nhân là người phương nào thì quý môn cũng phải có sự chuẩn bị chu toàn rồi chứ. Lần Tam thế vậy mới là chuyển ánh mắt nhìn qua nữ tử cung trang, nói với giọng lạnh lùng. Xin chưa bị tứ lỗi, thiếp thân không dám giấu giếm, thực sự không biết rõ. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, mấy ngày trước bổn tông biết thông tin sắp tới có lực lượng ra tay với thánh khôi môn, do đó lúc môn chủ đang ở đại lục các không thể về ngay, nên để công tác bảo vệ được chu toàn, thiếp thân mới không tiếc thỉnh trừ vị tới tương trợ. Trong nhiệm vụ, thiếp thân nói rõ chỉ cần chư vị hỗ trợ bổn môn vượt qua khó khăn lần này tính là hoàn thành. Trong thời gian 3 năm chư vị cứ tự nhiên tu luyện tại bổn môn, nếu qua 3 năm không có địch nhận tới thì phần thù lao này cũng không hề nhỏ. Nữ tử cung trang khẽ thở dài rồi giải thích. Nghe lời vậy,
của Lữ Tử Cung Trang mặt bọn Lân Cửu giãn ra, cả bọn gật đầu. Ngoài ra bổn tông tuy nhỏ nhưng cũng trải qua bao năm truyền thừa, tất nhiên cũng không để cho người ta tự do trà đạp. Dù không có thông tin chính xác của kẻ xâm phạm, nhưng trong tông đã chuẩn bị vô số đại trận cấm chế, cơ quan khôi lỗi. Nếu kẻ thù xuất hiện sẽ được nếm thử thủ đoạn của thánh khôi môn bọn ta. Tuy nhiên không có gì là tuyệt đối. Để phòng ngừa tình huống xấu nhất, toàn bộ đệ tử hạch tâm trong tông đã được rút đi. Hiện nay trên đảo chỉ còn lại những người thể sống chết với bổn môn, tổng cộng khoảng 3.000 người. Nữ tử cùng chàng ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Hàn Lập nghe vậy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Thật đó trên đường tới đây không thấy bao tu sĩ, cho dù hòn đảo lớn như vậy. Trong số 3.000 người này không biết bao tu sĩ là chân tiên cảnh. Lân Cửu cất lời. Câu hỏi vừa đưa tới, mọi người lại nhìn phó môn chủ, đương nhiên là quan tâm đến câu trả lời. Điều này rất dễ hiểu, cấp độ chiến đấu này thì kim tiên là chiến lực cao nhất, tuy nhiên sẽ không sảng tay. Vì vậy lực lượng tu sĩ chân tiên mới là hướng phát triển của chiến cục, thậm chí là một trong yếu tố quyết định của cuộc chiến. Trước mắt có hơn 30 người, bao gồm cả những trưởng lão ở đây và trưởng lão đang đóng chốt ở nơi trọng yếu trên đảo. Ngoài ra còn có những người khác chịu trách nhiệm điều khiển một số bí thuật khôi lỗi trong tông, sau này sẽ có mặt đầy đủ. Nữ tử cung trang tiếp tục giải thích. Thánh khôi môn cũng chưa phải là tông môn đẳng cấp cao, tất nhiên không thể so với Trúc Long Đạo. Trong môn có môn chủ kim tiên cảnh và hơn 30 chân tiên cảnh, là điều không dễ đạt được. Nếu so với tông môn củng cấp, thực lực như vậy có thể tính là khá mạnh. Nói như vậy, cộng thêm nhân số vô thường minh bọn ta, tổng cộng 50 vị tu sĩ chân tiên cảnh. Ta tin là với lực lượng như vậy, cộng thêm tầng tầng lớp lớp cấm chế phòng ngự trên đảo, thì dù là một đại tông muốn xâm phạm cũng phải cân nhắc kỹ. Sau khi trầm ngâm một lát, Lần Tam cất lời. Với câu nói của nàng chẳng khác là liều thuốc an thần, giúp đám vô thường mình cảm thấy yên trí. Dù sao Lần Tam cũng là người cầm đầu lần này. Mặt đạo màu đỏ của nàng không chỉ biểu thị thực lực, còn là biểu thị đẳng cấp trong vô thường mình. Những người ở đây cũng không ít lần tiếp xúc với thành viên cấp cao mặt nạ đỏ, tất nhiên bọn họ đều hiểu thực lực khủng bố và sự lịch duyệt an tưởng của họ. Vì vậy những nhận định của nàng đều được mọi người tin phục. Riêng Hàn Lập thì chẳng có cảm giác gì hết, hắn là kẻ chỉ tin tưởng bản thân chứ chẳng có phán đoán hay theo nhận định của người khác. Như vậy mục tiêu nhiệm vụ đã rõ ràng là thủ hộ nơi này trong 3 năm. Ta hỏi lần cuối, kẻ nào muốn hủy nhiệm vụ quyết định ngay giờ còn kịp. Lần Tam quét ánh mắt một vòng rồi cất tiếng. Lúc này những âm thanh ồn ào mọi người đã lắng xuống, đại đa số vì món hời nên quyết định ngay, còn một số nhỏ sau khi do dự một hồi cũng quyết định không lùi bước. Tốt lắm, trên đó sớm chuẩn bị, bây giờ muốn bọn ta làm gì? Lần Tam gật đầu xoay người nói với Lữ Tử Cung Trang. Đa số trưởng lão trong môn đều an bài ở hệ thống phòng ngự đảo, còn 8 đảo xung quanh thì chưa đủ người. Chỉ có 1 tu sĩ chân tiên cảnh, còn lại đa số là tu sĩ đại thừa. Vì vậy thỉnh chu bị chư thường minh, vô thường minh hỗ trợ trấn thủ những đảo này. Nữ tử cùng cha nói. Nghe xong mấy lời trên mặt bọn người vô thường minh có sự thay đổi nhẹ. Nếu không đủ người sao không tập trung toàn lực ở đảo chủ, buông luôn mấy cái đảo kia, sau này ổn định lại ta thu hồi có phải tốt hơn không? Mắt bọn Lân Cầu thể hiện rõ sự nghi hoặc, cất tiếng hỏi. 8 hòn đảo nằm chắn bên ngoài đảo chủ rất có khả năng bị công kích trước, độ nguy hiểm cao hơn. Thánh khôi môn cố tình sắp xếp họ ở đảo ngoài, dụng tâm như vậy không khỏi làm người ta lòng sinh ngờ vực. Hà Lập thì ngược lại cho rằng đây là chuyện thường. Bọn hắn tới đây với tư cách là lính đánh thuê, tất nhiên là bị phái tới chỗ tiền tuyến kháng địch. Món thù lao kích xù kia đâu có dễ xơi, đương nhiên họ cũng có thể có mục đích khác. Thật không dám giấu giếm, 8 hòn đảo kia là 8 tòa trận đảo tạo thành một đạo phòng tuyến lợi hại bậc nhất trong tông. Nếu có thể thủ vững, gần như chúng ta là chiếm được thế thượng phong. Vì vậy rất cần chốt giữ lực lượng càng mạnh càng tốt. Mặt khác liễu sắp xếp cho chư vị vào vị trí điều khiển cơ quan pháp trận trên đảo, chắc chắc các vị đã đảm nhận được. Lữ Tử Cung Trang một lời giải thích, mọi người nghe xong hiểu ngay đạo lý đúng là vậy. Bọn người chúng ta 16 người, ngươi dự định phân chia ra sao? Lân Tam lặng yên suy nghĩ một hồi. 8 đại trận trên đảo, hiện tại chỉ có 1 chân tiên cảnh, trưởng lão trấn thủ 1 đảo. Còn lại 7 đảo phiền chư vị giúp. Còn việc cắt cử thế nào, làm phiền Lân Tam đạo hữu làm chủ. Dường như có sự chuẩn bị từ trước, Lữ Tử Cung Trang trả lời ngay.
Lan Tam nghĩ một hồi mở miệng. Nếu như vậy hai người thành một đội, đóng ở các đảo, riêng Lân Thập Nhất thì ở đây cùng ta, tọa trấn đảo chủ. Dạ, mọi người là đồng thanh đáp không chút do dự. Hà Lập cũng hồ phụ họa theo, nhưng lòng đang suy nghĩ, vị Lân Tam này dường như là có sự chiếu cố cho Bạch Tố Biện. Cố tình giữ nàng ở nơi an toàn hơn là đảo chủ, không lẽ nhìn ra tu vị thực sự của Bạch Tố Biện hoặc quen biết nhau. Nghĩ tới đây, Hàn Lập nhìn Lân Tam, lòng đang mạnh dạn đưa ra suy đoán. Đúng lúc này, trong đầu Hàn Lập bỗng vang giọng quen thuộc, chính là Hồng Sơn truyền âm. Sao thập ngũ đảo, ta và ngươi liên hợp đóng giữ một đảo, ngươi thấy sao? Ta cũng có ý đó. Hàn Lập trước đây là từng cộng tác với gã, tất là hiểu rõ thực lực người này. Hắn mỉm cười đồng ý ngay. Sau chừng nửa khắc, mọi người chia nhau rời khỏi đại điện, cử hai người thành lập một đội. Đội của một vị trưởng lão thánh khôi môn dẫn đường khi độn đến mấy hòn đảo bên ngoài. Sao thập ngũ đại hữu, chúng ta đi thôi. Lân Cửu tới lên nói với Hàn Lập. Hàn Lập khẽ gật đầu không nói gì. Hai người được một lão già râu tóc bạc trắng dẫn đường, bay vút về hòn đảo nằm hướng tây nam. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.